Ngày 17 tháng 8, huyện ủy Tuyên Hóa long trọng tổ chức khai mạc hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp huyện năm 2023. Tham dự khai mạc có đại diện ban tổ chức tỉnh ủy. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy. Các đồng chí trong thường trực huyện ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy và lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện. Hội thi bí thư chi bộ giỏi huyện Tuyên Hóa năm 2023 có sự tham gia của 30 thí sinh là bí thư các chi bộ trực thuộc huyện ủy và bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn, đảng ủy cơ quan hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện, đảng ủy cơ quan mặt trận, đoàn thể huyện, đảng ủy công an, bệnh viện, trung tâm y tế huyện, các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Ban tổ chức hội thi đã thông qua quyết định thành lập ban giám khảo, tổ thư ký, thông qua quy chế của hội thi. Theo đó, các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm phần thi chào hỏi, giới thiệu về bản thân, lịch sử, thành tích của chi bộ, không quá 5 phút, phần thi thuyết trình theo các chuyên đề không quá 15 phút và phần thi kiến thức chung, vận dụng xử lý tình huống không quá 10 phút. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và rộng khắp trong toàn đảng bộ huyện Tuyên Hóa, là dịp để đội ngũ bí thư chi bộ trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, bồi dưỡng kiến thức trong công tác đảng, đồng thời giúp ban thường vụ huyện ủy và các cấp ủy, các tổ chức đảng có cơ sở đánh giá tình hình hoạt động của các chi bộ và thực trạng đội ngũ cán bộ cơ sở, đánh giá đúng tình hình thực tiễn đội ngũ bí thư chi bộ, từ đó có giải pháp để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ có chất lượng. Sau khai mạc, các thí sinh bước vào phần thi đầu tiên là màn chào hỏi. Theo ghi nhận, với hình thức sân khấu hóa, các thí sinh đã có sự chuẩn bị chú đáo, đầu tư bài bản, phần thi diễn ra sinh động, đặc sắc, công phu và đúng chủ đề. Theo kế hoạch, hội thi sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến ngày 19 tháng 8 năm 2023.